Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 43, Mang thai Sư phụ, cha con nhìn thấy người nhất định cũng sẽ rất vui mừng. Chỉ bằng chúng ta cùng đi đi, tiểu dết cao hứng nói, nhà con ở Phượng Hoàng Sơn, rất đẹp đó. Đi Phượng Hoàng Sơn, hứa tiên sừng sốt, nàng còn chưa có nghĩ tới sẽ đi đâu cái ổ của kim bát pháp vương hà còn có hai con thỏ tinh hồ mị nương cùng thái nhân gì gì đó nữa đấy hứa tiên sờ cầm nghĩ tới hình ảnh những người này trong kịch truyền hình kim bát pháp vương hình như là đại hồ tử một người to lớn dâu ria tùm lum vũ khí trong tay là một đôi kim bạt cái mũ vàng thì phải sư phụ đi đi mà nhà ta rất đẹp đi chơi đi tiểu dết dương mắt nhìn hứa tiên lắc lắc cánh tay nàng hứa tiên còn chưa kịp nói gì thì nơi xa đã liền truyền đến giọng của Dương Thiền, đi đâu đấy? Đi đâu đấy? Rất vui sao? Ta cũng muốn đi. Sư công, sư công này là sư phụ của sư phụ. Tiểu dết lập tức đứng nghiêm, vô cùng cung kính chào hỏi. Ừ, tiểu trùng tử con sâu nhỏ ngoan, mới vừa rồi ngươi nói đi nơi nào chơi thế? Dương Thiền đến trước mặt bọn họ gấp gáp khó nhịn hỏi. Là đến nhà của con, tiểu dết nói. À, vậy một lát nữa đi liền đi. Hứa tiên, chúng ta cùng đi nha, Dương Tiền thấy hứng thú, liền tiến lên gạt tiểu rét ra, ôm cánh tay hứa tiên cười cười. Ách, chấm ngoặc kép, hứa tiên còn chưa nghĩ thông xem có nên đi hay không, thì Dương Tiền đã quyết định thay rồi. Nàng muốn thì chúng ta liền đi một chuyến cũng được, Bạch Tố Trinh xuất hiện ở phía sau hứa tiên, nhàn nhạt nói. Dương Tiền trừng mắt nhìn Bạch Tố Trinh, khó chịu nói, coi như người may mắn, gần đây nhỉ ca không rảnh. Bạch Tố Trinh mắt điếc tai ngơ, như bình thường hoàn toàn không thèm nhìn Dương Tiền. Thái độ của Bạch Tố Trinh khiến Dương Tiền càng thêm nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có biện pháp nào. Cứ như vậy, một nhóm người hùng hổ hướng Phượng Hoàng Sơn mà đi. Vừa bay đến chân núi Phượng Hoàng Sơn, Hứa Tiên lại cảm thấy ngực đột nhiên cực kỳ khó chịu. Sao vậy? Bạch Tố Trinh nhận ra Hứa Tiên không bình thường, lo lắng hỏi. "Không biết, đột nhiên khó chịu có chút buồn nôn." Hứa Tiên cau chặt chân mày. Đi xuống trước đã, Bạch Tố Trinh dứt lời liền ôm Hứa Tiên dẫn đầu bay xuống. Chờ sau khi hạ xuống, Hứa Tiên mới phát hiện bọn họ đáp bên cạnh một cái hồ, nhưng đây không phải là điều làm cho nàng kinh ngạc. Làm cho nàng kinh ngạc chính là ở trong hồ có người quen, mà người này không phải là ai khác, chính là Pháp Hải. Pháp Hải, làm sao ngươi lại ở chỗ này, ngươi đến đây làm gì? hứa tiên kinh ngạc hỏi Pháp Hải trong hồ chỉ lộ ra nửa người trên. Rất rõ ràng, Pháp Hải không mặc y phục, hình như. Đang tắm, tiểu tăng ở đây tu thân dưỡng tính, Pháp Hải rất đứng đắn trả lời. Phải không, hứa tiên hoài nghi nhìn Pháp Hải, bất quá, vóc người Pháp Hải thật đúng là không tệ, nhìn bộ ngực rắn chắc kìa, chật chật, chẹp chẹp. Làm phiền các thí chủ xoay người sang chỗ khác, Pháp Hải vẻ mặt bình tĩnh. Mấy người hứa tiên giật giật khóe miệng, xong vẫn xoay người đi. Một hồi, phía sau liền vang lên tiếng sột soạt, Pháp Hải đang mặc quần áo. Các vị thí chủ tại sao lại ở chỗ này? Sau khi Pháp Hải mặc quần áo thì mở miệng. Mọi người xoay người, hứa tiên bây giờ mới nhìn rõ lần này Pháp Hải không có mang theo thiền trượng và kim bát, mà là cầm mõ. Thăm nhà, tới nhà đồ đệ của ta, hứa tiên trả lời. Nga, như vậy à? Pháp Hải gật đầu, rồi bỗng nhiên kinh ngạc nhìn bụng hứa tiên, há to mồm, văn khúc tinh quân hạ phàm. Hứa tiên còn chưa kịp lấy lại tinh thần, đã trực tiếp khinh bỉ nhìn Pháp Hải, Pháp Hải, tại sao không phải là thần tài hạ phàm. Su, e bó chiếu với tỷ luôn a ca. Pháp Hải kinh hãi, làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Ngươi vừa nói ra đó thôi, hứa tiên rất là im lặng. Tội lỗi, tội lỗi, tài tức là không, không tức là tài. Pháp Hải nhắm mắt lại, hung hăng gõ mõ trong tay, nhìn đến khiến hứa tiên cao hứng cười ha ha cái tên pháp hải này thật là thú vị nha ở đâu có một chút tự giác của người xuất ra đây chứ tnn ha sao ta lại cứ nhớ tới câu sắc tức là không không tức là sắc nhị bằng đến bao giờ hải ca mới niệm câu này đây a à, sao chờ mong nha sao nhưng rất nhanh hứa tiên liền cảm thấy có cái gì không đúng làm sao lại chỉ mình mình cười còn những người khác đều đang mãnh liệt nhìn trầm chầm, chầm bụng mình sao thế Hứa Tiên nghi ngờ, đúng rồi, mới vừa rồi Pháp Hải nói cái gì mà Văn Khúc Tinh Quân hạ phàm, hắn tới sao? ở đâu? ủa, chấm ngoặc kép. Hứa Tiên vừa hỏi xong, đột nhiên cảm thấy một trận khó chịu, sau khi nôn ra sắc mặt trượt thay đổi. Bây giờ thì nàng biết là chuyện gì xảy ra rồi. Hứa Tiên run run sờ lên bụng mình, chẳng lẽ mình mang thai? Hơn nữa trong bụng chính là Văn Khúc Tinh Quân, có cần thiết giống khoa học viễn tưởng như vậy hay không? Nghĩ tới nam tử ôn nhuận tựa ngọc kia, hứa tiên cảm thấy không được chân thật lắm. Pháp Hải, có phải ngươi nhìn sai rồi hay không? Hứa tiên cảm giác giọng mình run rẩy. Bạch Tố Trinh nhìn bụng hứa tiên, khẽ há mồm, cả người u mê. Dương Thiền lại càng kinh ngạc. Mọi chuyện nếu đã có nhân tự khắc sẽ có quả. Pháp Hải không đi thẳng vào vấn đề, mà chỉ bí hiểm nói, đây chính là duyên phận. Hứa tiên không biết nói cái gì cho phải, duyên phận, lại là hai chữ này. Tại sao mỗi lần Pháp Hải nói ra hai chữ này đều làm cho người ta rất muốn đánh hắn như vậy? TNN, cái mặt cần ăn đòn a bằng. Có điều, mình mang thai sao? Trong bụng có hài tử của tiểu Bạch rồi, nhưng kia lại là Văn Khúc Tinh Quân ôn nhu nho nhã. Hắn làm sao lại đầu thai chứ? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Hứa Tiên không hiểu, mọi chuyện đã khác hẳn với nguyên tắc rồi, tại sao Văn Khúc Tinh Quân vẫn có thể đầu thai thành con của nàng được đây? Hơn nữa chỉ cần vừa nghĩ tới năm từ trẻ tuổi kia bây giờ đã đầu thai thành con mình, nàng đã cảm thấy thật quái dị rồi. Hứa Tiên vút bụng nhìn về phía Bạch Tố Trinh, lại phát hiện Bạch Tố Trinh ánh mắt cực nóng, sáng quắc nhìn nàng. Bạch Tố Trinh chậm rãi đặt tay lên tay Hứa Tiên, sau đó nhẹ nhàng vuốt bụng Hứa Tiên, dịu dàng nói, bất kể là cái gì hả phàm, hắn đều là hài tử của ta và nàng, cái này là đủ rồi. TNN, anh cứ chuẩn bị mà đón tình địch vào cửa đi bằng, ha sau này hối ca kịp đó mặt cười. Hứa tiên ngẩn người, nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười sáng lạn. Đúng vậy a, à, đây là con của mình, mình rốt cuộc đang luẩn quẩn cái gì chứ? Dương tiền thì tò mò nhìn bụng hứa tiên, cũng muốn đưa tay sờ sờ. Nhưng phía trước không còn chỗ, nên cứ tò mò. Tiểu thanh cũng rất kinh ngạc, sau khi lấy lại tinh thần liền hì hì cười nói, chúc mừng đại ca, hứa tiên còn tiểu dết và ngao thanh thì tò mò nhìn bụng hứa tiên. Tiểu dết nhỏ giọng nói với ngao thanh, vợ à, nàng nói xem sư phụ sẽ sinh ra người hay rắn đây. Cầm miệng, ngu ngốc, còn rãnh rỗi lo lắng sư phụ sinh ra cái gì, tốt nhất nghĩ tới mình trước đi. Xem rút cuộc sau này ta sẽ sinh cái gì, ngao thanh tức giận nói. TNN có lẽ là một con rồng có rất nhiều chân trăng sao chống cầm suy tư sao. Vì vậy, tiểu dết dối rắm Hứa tiên vứt bụng mình, đắm chìm trong vui sướng. Có đứa nhỏ rồi, trong bụng mình có con của tiểu bạch rồi. Bạch Tố Trinh bộ mặt luôn luôn lãnh khóc giờ phút này cũng trở nên nhu hòa. Hiện tại cảm thấy thế nào? Vẫn rất khó chịu sao? Chúng ta hay là trở về đi thôi. Bạch Tố Trinh nhìn sắc mặt hứa tiên có chút không tốt, lo lắng nói. Không có chuyện gì, đã tới rồi, chúng ta nên bá kiến tra của đồ đệ đã. Hứa tiên nghĩ, nếu đã đến đây... Gặp một lần cũng không có gì không tốt. Ở ngay phía trước rồi, cùng cha con chào hỏi chút đi nha. Tiểu dết mở miệng. Hứa tiên gật đầu, bạch tố trinh rút cuộc đáp ứng. Đoàn người đi lên trên núi. Pháp Hải thì cao tử với bọn họ rồi rời đi. Tiểu dết mang theo mọi người trực tiếp đi về phía nhà hắn. Đến, đến rồi, tiểu dết vui dạo rực chỉ vào động phủ phía trước nói. Hứa tiên nhìn cửa động phủ kia, có chút u mê động phủ này cùng động phủ của Bạch Tố Trinh hoàn toàn là hai loại phong cách ngược. Cái động được trang hoàng nguy nga lộng lẫy kia thực làm nàng hoài nghi đây rốt cuộc là động phủ của yêu tinh sao. Hẳn phải là nhà giàu mới nổi thì đúng hơn á. Nhìn một chút lớp vàng gắn trên cửa lớn kia, nhìn một chút hoa văn tinh xảo bằng bạc kia, tiếp đó lại nhìn một chút đống dạ minh châu gắn trên cửa kia. Tiểu dết tiến lên đẩy cửa ra, hướng bên trong hô to, cha, con đã về rồi bên trong không có động tĩnh gì tiểu dết tiếp tục lớn tiếng hô cha con đã về rồi gọi cái giam a ta không phải đã nói tìm không được vợ thì đừng có trở lại hay sao bên trong truyền đến một giọng nói trầm thấp tức giận nói còn la chi chóe nữa cẩn thận ta cắt đứt chân ngươi đó cắt đứt chân chật chật đó hẳn là một công trình tương đối khổng lồ đây hứa tiên ở trong lòng vô cùng chuyên tâm suy nghĩ về vấn đề này con tìm được vợ rồi tiểu dết lại gào thét một câu. Bên trong phịch một tiếng lớn, hình như là cái gì rất xuống đất. Tiếp theo, vang lên tiếng bước chân rồn rập, một thân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đâu, đâu, người vừa mở cửa gào thét. Hứa tiên đánh giá người vừa đến, thoạt nhìn bộ dạng hơn 40 tuổi, một thân áo choàng màu đen, phía trên thêu hoa văn màu vàng. Một chân mang giày ra, chân còn lại đi trần, hiển nhiên mới vừa rồi chưa kịp mang xong giày, đã vội vã chạy đến. Khuôn mặt cũng là có chín phần tương tự với tiểu dết, là một đại thúc xinh đẹp. Su EKC, tác giả dùng từ Mỹ A. Kim Bạt Pháp Vương thấy ở cửa nhiều người như vậy có chút trợn tròn mắt, sau đó thấy tiểu dết lôi kéo tiểu long nữ, lập tức liền xác nhận mục tiêu. Này, này, Kim Bạt Pháp Vương nghẹn hỏng chân chối, đây là tiểu long nữ sao? Sừng rồng này, đuôi rồng nữa này. Kim bạt Pháp Vương cảm giác trái tim nhỏ bé của mình có chút chịu không nổi rồi. Cha, đây là vợ con, Ngao Thanh. Đây là sư phụ con, Hứa Tiên. Đây là sư công con, sư phụ của sư phụ. Còn người này cũng là sư công con luôn, nhưng là tướng công của sư phụ. Đây là Tiểu Thanh Sư Thúc. Tiểu Dết giới thiệu mọi người. Đây là cha con, Kim bạt Pháp Vương. Kim bạt Pháp Vương đầu óc có chút hôn mê. nhếch miệng cười với mọi người nói, chư vị đường xa mà đến, cực khổ rồi. Mời vào tệ xá uống chén trà, con ta đã phiền chưa vị chiếu cố nhiều, kim bạt pháp vương chắp tay hành lễ. Hứa tiên đáp lễ, đâu có đâu có, tiểu dết vẫn luôn rất biết nghe lời. Hứa tiên trong lòng thầm nghĩ, tuy tiểu dết rất dở hơi, nhưng xem ra cha hắn cũng vẫn còn chút bình thường đi. Kim bạt pháp vương mời mọi người vào động phủ, mình đi ở phía sau, một phát kéo tiểu dết qua, nhi tử hà, ta kêu con tìm vợ, nhưng không có bảo con trèo cao như vậy a à, con muốn hại chết lão từ chắc còn có ta chẳng phải đã bảo con tìm bắp đùi to một chút mà ôm vậy bắp đùi sư phụ con có to không tnn ý nói tìm trụ cột mạnh một chút mà bám đó bằng hứa tiên giật giật khóe miệng thu hồi ý nghĩ mới vừa rồi cảm thấy kim bạt pháp vương bình thường người bình thường khi nói những lời này không phải nên kéo tiểu dết qua chỗ khác tránh xa mọi người rồi mới nói sao chắc là to Tiểu Dết cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, sư phụ của sư phụ là Dương Tiền, muội muội nhị lang chân quân. Nhị lang chân quân cùng tướng công của sư phụ tình cảm rất tốt, thường xuyên ở chung một chỗ đó. TNN, Ha Dây Kiêu Nha Bằng. Tiểu Dết vừa dứt lời, sắc mặt Bạch Tố Trinh liền đen lại. Hứa tiên thì rất muốn cười, tình cảm tốt, thường xuyên ở chung một chỗ, ha ha. Tại sao nghe lại có cảm giác không ổn vậy chứ? Kim bạt pháp vương vỗ ngực há miệng hít sâu, sau đó nặng nề vỗ vỗ bà vai tiểu dết, vui sướng hài lòng nói, nhi tử ngoan, làm rất khá. Bắp đùi này có thể ôm được rồi. Mọi người im lặng quay đầu nhìn hai cha con, bọn họ rốt cuộc có biết tự giác tiết chế khi nói chuyện hay không. Kim bạt pháp vương lấy lại tinh thần, hắc hắc cười với mọi người, ngượng ngùng nói, chư vị mời vào, mời vào. Lần này hứa tiên chưa thấy được hai con thỏ tinh kia, trong lòng có chút tiếc nuối khi bọn họ đi Kim Bạt Pháp Vương cũng kiên quyết kín đáo đưa cho Hứa Tiên rất nhiều tài vật tỏ vẻ cảm tạ nàng cuối cùng mới nói ra là Tiểu Dết sau này liền nhờ cậy vào Hứa Tiên đối với Tiểu Long Nữ Ngao Thanh Kim Bạt Pháp Vương vừa vui vừa buồn đối phương là Long tộc chưa nói tới chuyện hôn sự này chắc chắn sẽ lận đận mấu chốt nhất chính là đối phương còn chưa trưởng thành nhi tử nhà mình còn phải đợi dài dài a à. chia tay Kim Bát Pháp Vương Bạch Tố Trinh liền mang hứa tiên trực tiếp trở về nhà ở Trấn Giang dưỡng thai. Núi Thanh Thành quá lạnh, Bạch Tố Trinh sợ nàng sau khi mang thai chịu không được khí hậu ở đó. Hứa kiểu dùng đối với việc trở về của bọn họ đương nhiên mừng rỡ. Chính nàng cũng sắp lâm bồn rồi, hiện tại biết được hứa tiên mang thai, tất nhiên là song hỷ lâm môn. Trên trời, thiên quyền cung đã sớm không một bóng người, không còn thân ảnh văn khúc tinh quân. Quan âm cùng kim tiền tử đứng trên mây, nhìn xuống dưới. Người cảm thấy, người có thể thắng sao? Mi tâm giữa chân mày quan âm hiện lên thần sắc lo lắng. Kim thiền tử tà tà cười một tiếng, đừng xem thường bọn họ, chúng ta cứ rửa mắt chờ xem đi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 44, Tiểu Bạch Giết Rồng. Từ khi hứa tiên mang thai tới nay, Bạch Tố Trinh như lâm đại địch, cả ngày không biết làm thế nào mới tốt. Mà hứa tiên rất nhanh bắt đầu nôn ngén, ói đến long trời lở đất uống một ngụm nước thì ói ra hai lần, ói ra cả mật xanh mật vàng. Bạch Tố Trinh gấp như kiến bò chảo nóng, quay mòng mòng. Cứ như vậy xoay đến trước mặt bức hỏa quan âm. Quan âm đại sĩ, ta có việc tìm ngươi. Lúc này khẩu khí Bạch Tố Trinh mặc dù lo lắng nhưng tương đối có lễ phép. Chuyện gì, quan âm đại sĩ cười híp mắt hiện thân. Hiếm khi tiểu bạch xà này lễ phép như vậy, không tệ không tệ, trẻ con dễ dậy nha. Hứa tiên vẫn nôn, có biện pháp gì không? bạch tố trinh đi thẳng vào vấn đề. quan âm đại sĩ nghe xong lời này, kích động tới muốn đem tịnh bình niệm thẳng vào đầu bạch tố trinh. mẹ nó, chuyện gì, lại là chuyện gì đây? cái này cũng đi tìm mình, trẻ nhỏ dễ dạy cái rắm ha. quan âm đại sĩ lập tức thu hồi lời nói lúc trước của mình. người nên đi tìm đại phu. quan âm đại sĩ nghiến răng nghiến lợi nói. nga, cũng đúng. bạch tố trinh chợt hiểu ra không hề để ý tới quan âm đại sĩ nữa, xoay người vội vàng suốt môn. Khóe mắt quan âm đại sĩ co rút rồi lại co rút, tịnh bình trên tay run rẩy rồi lại run rẩy, một hồi lâu mới bình tĩnh tâm tình, biến mất. Nhìn bạch tố trinh chạy ngược chạy xuôi, hứa kiều dung vô cùng hài lòng. Thấy muội phu quan tâm muội muội của mình như vậy, nàng dĩ nhiên rất yên tâm. Sau khi uống thuốc, hứa tiên nôn ngén rốt cục giảm bớt một chút, bạch tố trinh hơi hơi yên lòng. Dương Thiền chiều hôm đó chạy tới, nhìn chằm chằm cái bụng còn chưa nhô lên của hứa tiên. Nàng đi qua thiên quyền cung rồi, quả nhiên không có bóng dáng văn khúc tinh quân. Thiên quyền cung vắng ngắt, đại môn đóng chặt, Dương Thiền chống cầm nhìn bụng hứa tiên, rất là nghi hoặc văn khúc tinh quân rốt cuộc hạ phàm lúc nào, đầu thai vào trong bụng hứa tiên lúc nào đây. Còn nữa tại sao lại muốn đầu thai vào bụng hứa tiên chứ? Tất cả đều vô cùng kỳ quái nha. Nàng nghĩ nghĩ liền không nhịn được đi hỏi nhị ca, mà nhị ca trả lời càng làm cho nàng u mê hơn. Lúc nhị lang thần trả lời nàng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hết thảy đều đã được định trước rồi. Nói xong cũng không lên tiếng nữa. Làm sao lại là đã định trước? Dương Thiền không rõ, chỉ cảm thấy nhị ca hình như biết cái gì, nhưng lại không muốn nói cho nàng biết. Thật thần kỳ, hứa tiên, người ở nơi này có hài tử nha. Dương Thiền nhìn bụng hứa tiên thấp giọng nói. Hứa tiên sờ sờ bụng của mình, cũng cười lên, đúng vậy a, à, ta cũng cảm thấy rất thần kỳ. Thời điểm biết được mình mang thai, hứa tiên năm lần bảy lượt bắt Bạch Tố Trinh cam đoan là mình sẽ không sinh ra chứng rắn gì gì đó, làm cho Bạch Tố Trinh dở khóc dở cười. Dương Thiền cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là lạ ở chỗ nào. Hứa tiên, ngày mai ta trở lại thăm ngươi, Dương Thiền suy nghĩ một chút, chuẩn bị đi tìm người có quan hệ tốt với văn khúc tinh quân là văn xương tinh hỏi. Ừ, hứa tiên gật đầu, tiễn Dương Thiền rời đi. Dương Thiền một mạch tìm tới Văn Sương Tinh. Văn Sương Tinh với Văn Khúc Tinh phong cách hoàn toàn bất đồng. Văn Khúc Tinh ôn tồn lễ độ, mà Văn Sương Tinh lại làm cho người ta cảm giác phong lưu phóng khoáng. Hắn một thân áo tròn màu sáng, đôi mắt hoa đào mang theo mị hoặc. Vừa nhìn thấy Dương Tiền liền cười hì hì nói, tiểu Dương Tiền, hôm nay làm sao rãnh rỗi tới chỗ của huynh thí. Văn Sương Tinh, Dương Tiền đứng lại, mắt to nhìn chằm chằm văn xương tinh, huynh nhất định biết văn khúc tinh hạ phàm lúc nào đúng không? Hắn tại sao phải đầu thai thành hài tử hứa tiên vậy? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ta mỗi lần nhìn bụng hứa tiên đều cảm thấy rất khó tin được. Văn khúc tinh làm sao lại chạy đến trong bụng hứa tiên đây? Dương Thiền đùng đùng hỏi một chuỗi vấn đề. Văn xương tinh híp đôi mắt hoa đào, nhìn Dương Thiền, cười khẽ một tiếng, tiểu hài tử chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Văn xương tinh Lời của Văn Xương Tinh làm Dương Tiền tức đến rậm chân. "Tiểu Dương Tiền ngoan, chuyện của người lớn thì người lớn tự có quyết định." Văn Xương Tinh nói năng thận trọng, cái gì cũng không lộ cho Dương Tiền. Bất kể Dương Tiền quấy dày như thế nào, Văn Xương Tinh cũng cười híp mắt ngăn đề tài lại. Cuối cùng Dương Tiền chỉ có thể tức giận thờ hồng hục rời đi, Văn Xương Tinh nhìn bóng lưng Dương Tiền lúc này mới thở dài. Quyết định của Văn Khúc Tinh lần này, hắn làm sao cũng không ngăn cản được không biết kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào đây bụng hứa tiên càng lúc càng lớn hứa kiều dung thuận lợi sinh hạ nữ nhi lý công phủ đặt tên là lý bích liên cả ngày vui mừng cười tô toét hứa tiên cũng cao hứng thay hứa kiều dung tặng lý bích liên đôi vòng tay bằng bạc nhìn tiểu hoa nhi trắng nõn nà hứa tiên càng mong đợi hài tử trong bụng mình ha ha hán văn à chờ muội sinh hạ hài tử nếu là bé nam chúng ta liền cho bọn họ đính hôn đi lý công phủ nhìn nữ nhi bảo bối của mình càng xem càng thích chán hứa tiên nhỏ mồ hôi lý công phủ còn có cái chủ ý này à tỷ phu họ hàng gần kết hôn đời sau sẽ dễ xuất hiện ngốc từ đó hứa tiên giật giật khóe miệng nói không thể nào ta làm sao chưa từng nghe nói qua lý công phủ kinh ngạc đây là thật muội ở trong sách thuốc có xem qua hứa tiên rất nghiêm túc trả lời cho nên tỷ phu huynh vẫn là bỏ ý niệm này đi lại còn có chuyện như vậy sao lý công phủ chán đổ mồ hôi lạnh nói thầm vậy thì không được rồi ta không muốn ngoại tôn của ta là một kẻ đần độn đâu hứa kiều dung ở bên cạnh tức giận xem thường liếc mắt lý công phủ nhìn tới làm hứa tiên vui mừng một trận cuộc sống ngày từng ngày đi qua khi mang thai hứa tiên cảm giác được rõ ràng pháp lực của mình suy giảm bạch tố trinh nói đây là chuyện bình thường đợi nàng sinh hài từ xong pháp lực sẽ khôi phục lại bụng hứa tiên càng lúc càng lớn, thời điểm nàng lần đầu tiên cảm giác được thai nhi đạp, liền ngây ngẩn cả người. Vươn tay chậm rãi xoa bụng mình, trong lòng hứa tiên như có một dòng nước ấm chảy qua, lỗ mũi cũng cay cay, có một loại kích động muốn rơi lệ. Lần đầu tiên cảm nhận được sự tồn tại chân thật của sinh linh trong bụng mình. Sao vậy? Bạch Tố Trinh vào cửa thấy hứa tiên sướng sờ, vội vàng tiến lên lo lắng hỏi. Hài tự động, hứa tiên ngừng đầu, nhếch môi cười thật sao để ta sờ thử bạch tố trinh vui mừng ngồi bên cạnh hứa tiên nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng giống như là cùng bạch tố trinh chào hỏi hai tử trong bụng hứa tiên lại động thật sự động thật sự động này bạch tố trinh nhìn bụng hứa tiên nở nụ cười hứa tiên đột nhiên cảm thấy bạch tố trinh hiện tại cười có chút ngớ ngẩn nhưng lại rất thuận mắt tiểu bạch huynh cũng có lúc cười ngu như vậy à ha ha hứa tiên vui sướng hài lòng nói bộ giả ngu ngu này thật không hợp với tác phong của tiểu bạch ga hứa tiên oán thầm bạch tố trinh chỉ biết im lặng bụng hứa tiên nổi lên nhưng vẫn kiên trì tản bộ mỗi ngày hôm nay bạch tố trinh vịn hứa tiên ở trong sân tản bộ rồi trở lại phòng liền phát hiện trong phòng có rất nhiều người người đến ăn mặc rất sang trọng trên đầu mang bạch ngọc quan mũ quan bằng ngọc trắng mắt sáng mày kiếm khí thế bất phàm sau khi thấy bạch tố trinh cùng hứa tiên đi vào vội chắp tay nhị vị Tại hạ là Đông Hải Lục Thái tử Ngao Minh, xá muội mấy ngày nay đã nhờ hai vị chiếu cố rồi. Hứa Tiên sừng sốt, ca ca ngao thanh sao? Chuyện nhỏ mà thôi. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu. Lục Thái tử hôm nay là vì chuyện của lệnh muội mà tới sao? Không sai. Xá muội rời nhà nhiều ngày, cũng nên về nhà rồi. Ngao Minh gật đầu. Đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, Ngao Minh rất có hảo cảm. Tiểu muội nhà mình đúng là được bọn họ chiếu cố vô cùng tốt. Chấm, hứa tiên trầm mặc, mở miệng nói, lục thái tử, Ngao Thanh cùng ngài trở về ta không phản đối. Bất quá, ngài cũng đã biết hiện tại Ngao Thanh cùng tiểu dết lưỡng tình tương duyệt. Ta chính là vì chuyện này mà đến, Ngao Minh nghiêm mặt nói, chuyện Ngao thương chúng ta đã biết. Cửa hôn sự này cũng đã hủy bỏ rồi, tuyệt đối không thể để tiểu muội gả cho người như vậy. Tiểu dết thoạt nhìn khá tốt, chẳng qua một mình ta chấp nhận thì không đủ, còn phải được phụ vương, mẫu hậu và các vị huynh trưởng kia chấp nhận mới được. Nghe lời này của Lục thái tử, thì Lục thái tử hình như đã gặp tiểu Zết rồi. Hứa Tiên thử dò xét tính hỏi. Không sai, Ngao Minh nở nụ cười, tiểu tử kia là một người tốt, nếu tiểu muội gả cho hắn, bản thân ta rất yên tâm. Ngao Minh nhờ tới mới vừa rồi hắn lén lén đi nhìn Ngao Thanh. Lúc thấy nàng, thì Ngao Thanh đang cùng tiểu Zết đi dạo phố, Ngao Thanh sai tiểu Zết mua cái này, mua cái kia tiểu xếp chịu mệt nhọc vừa mua vừa vác một đống lớn. Sau đó Ngao Thanh muốn ăn cái gì, tiểu xếp cũng lập tức mang nàng đi ăn. Gắp đầy thức ăn vào bát nàng rồi mới bắt đầu động đũa gắp cho mình. Hơn nữa nụ cười trên mặt Ngao Thanh tràn đầy thư thái và cao hứng như thế, Ngao Minh cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Hứa tiên rất vui mừng vì Ngao Thanh có một lục ca sáng suốt như vậy, cũng không biết phụ vương mẫu hậu và những huynh trường khác sẽ như thế nào. Ta muốn dẫn bọn họ cùng đi. Ngao Minh nói ra mục đích của mình, các ngươi không cần lo lắng cho tiểu dết kia. Cho dù phụ vương mẫu hậu không hài lòng hắn, ta cũng sẽ để hắn toàn thân trở về. Lời đầu Ngao Minh nói ra, thấy mặt hứa tiên biến sắc cũng biết hứa tiên đang lo lắng cái gì, nên vội vàng bổ sung sẽ bảo đảm an toàn cho tiểu dết. Vậy thì tốt, tiểu dết dù sao cũng là đồ đệ của ta. Hứa tiên gật đầu. Chẳng qua, chấm, Ngao Minh dừng một chút mới cau mày nói, Ngao thương bị từ hôn, mất hết mặt mũi chắc chắn sẽ ghi thù các ngươi ta sợ hắn giận chó đánh mèo chính các ngươi phải cẩn thận không sao tới thì tới bạch tố trinh vẫn không mở miệng lại đột nhiên nhàn nhạt nói giọng lạnh như băng không nên cùng bác hải kết thù kết oán ngao minh nghe được khẩu khí bạch tố trinh có chút lo lắng dặn dò ban đầu na cha cùng đông hải ân ân oán oán cho tới bây giờ vẫn là cái gai trong lòng long tộc ngao minh không nghi ngờ chút nào nếu có cơ hội, Long tộc nhất định sẽ trả thù Na Cha. Đoạn ân oán này, từ đời này qua đời khác, vĩnh viễn không cách nào hóa giải. Hắn cũng không hy vọng Bạch Tố Trinh vì kích động mà gây thù trụ oán với Long tộc. Bạch Tố Trinh không nói gì, hứa tiên nghe được lo lắng trong giọng của Ngao Minh, gật đầu nói, đa tạ lục thái tử quan tâm, chúng ta sẽ có chừng mực. Vậy thì tốt, Ngao thương người này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Các ngươi cẩn thận chút, Ngao Minh thấy hứa tiên nói như vậy, hơi hơi yên lòng. Đang nói chuyện, thì Ngao Thanh cùng tiểu dết trở về. Ngao Thanh vừa nhìn thấy Ngao Minh theo bản năng đã muốn lôi tiểu dết chạy trốn. Tiểu muội, muội chạy cái gì? Ta cũng chưa nói sẽ phản đối muội cùng con sâu nhỏ kia. Ngao Minh có chút nhức đầu với tính cách của tiểu muội nhà mình, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Lục ca không phản đối. Ngao Thanh vừa nghe, vui vẻ ra mặt xoay người lại. Ngao Minh than thở, muội thích là tốt rồi. Cùng Lục ca về nhà đi, tất cả mọi người đều rất nhớ muội, đặc biệt là mẫu hậu đã gầy một vòng rồi. Ta sẽ giúp muội thuyết phục, phụ vương mẫu hậu thương muội như vậy, cũng sẽ không làm khó con sâu nhỏ này đâu. Được, Ngao Thanh cười hì hì gật đầu, Lục ca chưa bao giờ gạt muội, muội đây cùng Lục ca trở về. Tiểu Dết thì đứng ở bên cạnh Ngao Thanh, nắm chặt tay nàng không tha. Ngao Minh nhìn ánh mắt kiên định của Tiểu Dết, âm thầm gật đầu cùng Bạch Tố Trinh và Hứa Tiên chia tay, Ngao Thanh và Tiểu Dết đi theo Ngao Minh về Long Cung. Đừng lo, có Ngao Thanh ở đó, Tiểu Dết sẽ không có việc gì. Bạch Tố Trinh nhìn ra Hứa Tiên lo lắng, lên tiếng an ủi, Ngao Thanh không phải là người để mặc người ta khi dễ. Hứa Tiên cười hắc hắc, cũng đúng, Ngao Thanh sau này nhất định sẽ là ngự tỷ hào quang bốn phía. Ngự tỷ gì, Bạch Tố Trinh khẽ cau mày, nghi ngờ hỏi. Ha ha chính là một nữ nhân rất lợi hại. Hứa tiên cười ha ha, thuận miệng nói bừa. Từ ngữ tỷ cao thâm như vậy, nàng thật sự không biết nên giải thích cho Bạch Tố Trinh như thế nào. Ra vậy, Bạch Tố Trinh cũng thật tình gật đầu, tin lời của hứa tiên. Ăn cơm ăn cơm thôi, ta đói bụng rồi. Hứa tiên vứt bụng, bây giờ sức ăn của nàng càng ngày càng lớn. Mấy ngày sau, hứa tiên đang tản bộ ở trong sân, thì đột nhiên trời mưa tầm tã. Thời tiết kiểu gì vậy? Bạch Tố Trinh vội vàng đỡ Hứa Tiên vào phòng. Hứa Tiên nhìn mưa to bên ngoài cửa sổ, khó chịu nói thầm. Bạch Tố Trinh lại cao mày nhìn phía ngoài, mưa này không tầm thường. Mưa to tầm tã chút xuống một đêm, sáng ngày thứ hai vẫn không có dấu hiệu muốn ngừng, cho đến ban đêm mưa càng nặng hạt hơn. Hứa Tiên gục bên cửa sổ, nhìn mưa bên ngoài, quay đầu nói với Bạch Tố Trinh, tiểu bạch, mưa này tại sao vẫn không ngừng thế? Thủy thần ở đây là ai? nếu là bé cua thì tốt rồi còn có thể tìm bé cua hỏi một chút sốt cuộc là chuyện gì xảy ra bạch tố trinh trầm tư không có trả lời ngay vấn đề của hứa tiên hứa tiên vừa quay đầu nhìn ra lại thấy lý công phủ khoác áo dơm mang đấu lạp nón rộng vành từ bên ngoài trở về lý công phủ vào cửa liền lên tiếng than thở thời tiết thật là gặp quỷ rồi còn tiếp tục như vậy thì nơi nào cũng sẽ ứ nước mất thôi Hứa Tiên sau khi nghe xong lời của Lý Công Phủ bỗng nhiên giật mình một cái, ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói, "Không phải gặp quỷ, mà là rồng đang tác quái sao?" Bạch Tố Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nói, "Mưa này quả thật không tầm thường." "Là ngao thương sao?" Hứa Tiên trong lòng hiện lên linh cảm không tốt, nàng rất ghét cảm giác này, mỗi lần có cảm giác như vậy đúng là không có chuyện gì tốt xảy ra. "Hẳn là vậy." bạch tố trinh nguy hiểm nheo lại đôi mắt không nhanh không chậm nói ta đi gặp hắn ta cũng đi hứa tiên vội vàng mở miệng hắn đây là muốn nhấn chìm trấn giang mà hắn cũng không sợ phạm vào thiên quy luật trời sao nàng đang mang thai đi cái gì mà đi bạch tố trinh cau mày cứ đợi ở nhà tiểu thanh phụng bồi nàng là được đi đâu cũng không được đi nếu như có chuyện gì tiểu thanh ứng phó không nổi thì nàng hãy đến trước bức hỏa quan âm xin cứu trợ Bạch Tố Trinh lập tức phản đối lời của Hứa Tiên. Hứa Tiên đang muốn nói gì đó thì trên trời lại truyền đến một trận thanh âm ầm ầm. Mưa lúc này trút xuống nhỏ hơn, bên ngoài đại môn một mảnh ồn ào. Rồng, là rồng đó. Trời ạ, à, là Thần Long. Thần Long hiện thân đấy. Trên đường mọi người dừng bước, kinh ngạc nhìn trên trời. Người trong nhà tất cả cũng chạy ra, kinh ngạc nhìn trên bầu trời xuất hiện cự long, rồng lớn. Nghe được tiếng động bên ngoài, tâm hứa tiên khẽ trầm xuống. Đúng như dự liệu, tiếp theo trên trời vang lên giọng nói lớn lối của Ngao Thương, Bạch Tố Trinh, lập tức đi ra ngoài nhận lấy cái chết. Người muốn để dân chúng chấn giang đều vì ngươi mà bị chôn cùng sao? Hèn hạ, hứa tiên thiếu chút nữa đem răng mình cắn nát, Ngao Thương vô sỉ này, một mình hiện thân không nói, lại còn dùng phương pháp như vậy bức tiểu Bạch ra. Bạch Tố Trinh, dân chúng chấn giang vì ngươi mà gặp tai họa, người nhẫn tâm như vậy sao? lập tức đi ra ngoài chịu phạt giọng ngao thương ầm ầm vang dội khắp chấn giang mưa theo giọng của hắn càng trở nên to hơn tiểu bạch hứa tiên trong lòng vừa tức vừa giận cái tên ngao thương khốn kiếp này lại dùng biện pháp như thế đừng lo bạch tố trinh bình tĩnh nói cúi đầu hôn lên trán hứa tiên ta đi một chút sẽ trở lại hứa tiên còn chưa tới kịp nói gì bạch tố trinh đã hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài trên bầu trời Bạch Tố trinh hóa thành Bạch Quang nhanh chóng bay về phía Cự Long do Ngao Thương biến thành màu bạc trong mưa to Hứa Tiên còn chưa thấy rõ xảy ra chuyện gì thì liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc của Ngao Thương tiếp theo Bạch Quang rời khỏi bay ra xa Ngao Thương thật sát đuổi theo ở phía sau mưa to vào giờ khắc này nhỏ lại Bạch tính Trấn Giang còn chưa phục hồi tinh thần thì mọi chuyện đã kết thúc Hứa Tiên lòng như lửa đốt triệu hồi Tường Vân đuổi theo tiểu thanh vội vàng ngăn cản hứa tiên người bụng lớn như vậy rồi không thể đi người đi đại ca sẽ bị phân tâm đó tiểu thanh ngăn cản hứa tiên nói gì cũng không cho đi ta không phải lo lắng tiểu bạch bị thương ta là lo lắng tiểu bạch làm thịt ngao thương kìa hứa tiên vội vàng nói hiện tại ngao thương làm sao còn là đối thủ của tiểu bạch nữa nếu như tiểu bạch làm thịt ngao thương thì phiền toái to rồi chưa nói tới bị giết thân nhân ngao thương sẽ báo thù chỉ cần một điều, thân là rồng lại bị một con rắn giết chết, vỗ nhục như vậy, long tộc làm sao có thể chịu được. Tiểu Thanh sừng sốt, lúc này mới phục hồi tinh thần phát hiện hình như đúng là có chuyện như vậy. Kia, vậy làm sao bây giờ? Tiểu Thanh cũng biết quan hệ lợi hại trong đó, liền nóng nảy theo. Chúng ta mau đuổi theo a." Hứa Tiên đứng trên tường vân, thúc giục. "Nhưng là, bụng của ngươi." Chấm, Tiểu Thanh do dự, "Ta không sao." Hứa tiên dùng sức lắc đầu, đi nhanh một chút tiểu thanh, chúng ta đuổi theo bọn họ. Tiểu thanh cuối cùng đứng lên mây, hứa tiên điều khiển tường vân, vội vàng theo phương hướng bạch tố trinh cùng ngao thương chạy mà đuổi theo. Nơi xa, thiên hôn địa ám. Thời điểm hứa tiên cùng tiểu thanh đuổi kịp là ở một ngọn núi. Bạch tố trinh tay cầm bảo kiếm, vẻ mặt ngạo nghễ đứng ở đó. Cách hắn không xa, là ngao thương chật vật, nằm trên mặt đất, khóe miệng máu tươi đang không ngừng trào ra, toàn thân cũng hiện đầy vết thương, tuy nhiên đều không phải là vết thương chí mạng. Cốt, Bạch Tố Trinh chỉ nhàn nhạt một câu. Xả yêu, ngao thương khó khăn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, hai mắt tràn đầy oán hận. Hắn không tin, thế nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thực này. Hắn không phải là đối thủ của con rắn trước mắt kia. Hắn đường đường Bắc hải đại thái tử, lại không phải là đối thủ của một con xả yêu. Tiểu Bạch, hứa tiên hô nhỏ một tiếng, đáp xuống trước mặt bạch tố trinh sao nàng lại tới đây ta không phải đã bảo nàng đừng tới sao bạch tố trinh có chút trách cứ hỏi ta không an tâm hứa tiên nhẹ nhàng lắc đầu ta không sao bạch tố trinh phun ra một câu ta biết hứa tiên gật đầu sau đó quay đầu nhìn về phía ngao thương lên tiếng nói thái tử điện hạ oan ra nên giải không nên kết tiếp tục như vậy có ý nghĩa gì đây cầm miệng ngao thương phun ra một búng máu trong lòng thầm hận ban đầu tại sao không giết hứa tiên. Hứa tiên nhìn ánh mắt ngao thương đầy oán hận, âm thầm thở dài, biết rõ chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Ngao thương ánh mắt căm hận dần dần rời đến trên bụng hứa tiên, bỗng nhiên khóe miệng vẽ ra độ cong dữ tợn. Đi chết đi, ngao thương há to mồm, một viên hạt trâu màu trắng đột nhiên phun ra, đánh về phía bụng hứa tiên. Long châu, tiểu thanh kinh hô một tiếng. Ngao thương lại sử dụng long châu công kích bụng hứa tiên. Tâm tư thật sự ngoan độc mà. Bạch tố trinh sắc mặt cũng biến đổi, hắn không nghĩ tới ngao thương lại liều mạng đánh cược một lần như vậy. Bạch tố trinh lập tức huy kiếm che mình ở phía trước hứa tiên. Hắn muốn tới nhận thay một kích chim mạng này. Chỉ là trong nháy mắt, bụng hứa tiên lại bỗng nhiên phát ra một vòng quang mang màu vàng, đem nàng cùng bạch tố trinh bao ở bên trong. Viên long châu cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, sau đó bị đánh lui. Văn khúc tinh quân hạ phàm, ngao thương không thể tin nhìn một màn trước mắt, cho đến khi Long Châu trở lại trước mặt hắn, hắn mới lấy lại tinh thần, vội vàng đưa tay lấy Long Châu của mình. Đi chết đi, Bạch Tố Trinh giận không kiềm chế được, khẽ quát một tiếng, vung kiếm ập tới. Tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Ngao thương chờ mắt nhìn Long Châu bị chém thành hai nửa, sau đó hóa thành cho bụi. Bạch Tố Trinh, ngươi, trước mắt Ngao thương dần dần đen một mảnh, không cam lòng phun ra mấy chữ, chậm rãi té xuống. Hứa tiên cùng tiểu thanh nhìn một màn này, ngây dại. Hồn phách ngao thương bay ra, bạch tố trinh giận còn muốn đem ngao thương đánh hồn phi phách tán. Tiểu thanh vội vàng lên tiếng ngăn cản, đại ca, đừng. Nói xong, cướp đi hồn phách ngao thương tu vào. Thả ra, bạch tố trinh mặt đen tới sắp nhỏ ra nước, không phải chỉ rồng mới có nghịch lân, rắn cũng có mới vừa rồi hành động của Ngao Thương hoàn toàn chạm đến nghịch lân của Bạch Tố Trinh. Tiểu Bạch, cứ như vậy đi, hứa tiên vội vàng tiến lên kéo tay Bạch Tố Trinh, ta hiện tại không phải là không có chuyện gì rồi sao? Đừng làm Ngao Thương hồn phi phách tán, cùng Long tộc kết thù kết oán trung quy đều không tốt đâu. Tay nắm bảo kiếm của Bạch Tố Trinh nổi gân xanh, mới vừa rồi trong nháy mắt kia, lòng hắn có bao nhiêu sợ hãi. Ngao thương lại muốn ra tay với hài tử trong bụng hứa tiên. Tiểu Bạch, bình tĩnh, bình tĩnh. Hứa tiên vươn tay vuốt vuốt ngực Bạch Tố Trinh, không có chuyện gì, không có chuyện gì, đều đã qua rồi. Hứa tiên cũng không nghĩ đến ngao thương lại sẽ làm ra hành động như vậy. Bạch Tố Trinh rốt cục hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, ổn định tâm tình của mình. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh tỉnh táo lại, cũng thở phào một hơi. Nhưng rồi lại lập tức lo lắng, đại ca giết rồng, lúc này đại ca là giết rồng rồi a. À không phải là giết heo giết gà đâu, phải làm sao bây giờ? mươi 45, chỗ rửa vững chắc. Nhìn thi thể ngao thanh hiện ra nguyên hình khổng lồ, tiểu thanh gấp gáp đi vòng tròn như lửa cháy đến mông, bạch tố trinh thì như không có việc gì, thu hồi bảo kiếm, vẻ mặt ôn nhu nhẹ nhàng sờ lên bụng hứa tiên, nàng không sao chứ. Hải tử cũng không sao chứ. Không có chuyện gì, hứa tiên lắc đầu, nhìn bụng mình, mới vừa rồi một vòng kim quang, là hài tử ở trong bụng bảo vệ bọn họ sao? Hiện tại hứa tiên tin chắc trong bụng mình đúng là văn khúc tinh quân. Nghĩ tới đây, hứa tiên không khỏi chập lưỡi hít hà, may thay hài tử sinh ra là một tờ giấy trắng, bằng không đứa bé có trí nhớ của văn khúc tinh quân vậy thì toi rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi, bạch tố trinh thở ra một hơi thật dài, yên lòng. Tiểu thanh ở bên cạnh thiếu chút nữa lệ rơi đầy mặt. Cái gì mà không có chuyện gì chứ, chuyện bây giờ mà còn chưa lớn hả trời. Đại ca là giết rồng nha, long tộc làm sao có thể bỏ qua đây. Bây giờ phải làm sao với cái xác rồng này đây. Vừa lúc đó, Pháp Hải chậm chậm đi tới, nhìn thi thể ngao thương trên mặt đất, lộ ra vẻ mặt bi ai nhìn trời. Ai, tiểu tăng đã tới chậm rồi. Pháp Hải cầm mõ, vẻ mặt tiếc hận. Hôm nay hắn vẫn như cũng mặc áo cà sa kim quang sáng chói, chẳng qua là không có thiền trượng cùng kim bát. Pháp Hải Hứa tiên thấy Pháp Hải đến, có chút ngạc nhiên, làm sao ngươi lại đến đây? Lúc trước tiểu tăng nhìn thấy Long Thái Tử làm mưa cảnh cáo nên có lên tiếng khuyên can, nhưng Long Thái Tử lại khư khư cố chấp. Pháp Hải than thở, còn uy hiếp ta à, hiện tại đã chết, đáng đời. Ai bảo người uy hiếp ta, muốn nhấn chìm kim sơn tự của ta? Hứa tiên lại khinh bỉ nhìn Pháp Hải, mạn điều tư lý thông thả ung dung nói ra một câu như vậy. Pháp Hải kinh hãi, làm sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Hứa tiên có rút khóe miệng, ngươi vừa nói ra đó. Pháp Hải kinh hãi nhắm mắt lại, gõ cái mõ trong tay, tội lỗi, tội lỗi. Hứa tiên đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, tiểu thanh bộ dáng dại ra, hắn làm sao cũng không nghĩ ra lại có tình huống như thế. Thì ra Pháp Hải đã sớm khuyên can ngao thương, nhưng rất rõ ràng ngao thương không những không nghe, còn nói lời uy hiếp Pháp Hải. Kết quả Pháp Hải cố ý len ken tới chậm, để cho bạch tố trinh làm thịt ngao thương cao nhân đây mới là cao nhân a tm ethics psk rồi đó mũ mũ nước ở trấn giang đã rút rồi lần này ngao thương tự ý làm mưa thiên đình tất nhiên sẽ trách tội pháp hải sám hối xong mở mắt ra nói với hứa tiên cùng bạch tố trinh hắn phạm vào giới luật của trời nhưng còn chưa có gây thành đại hỏa tội không đáng chết nhưng hiện tại bị ngươi giết long tộc bên kia sẽ không bỏ qua Ta mà sợ bọn họ sao? Bạch Tố Trinh lạnh lùng trả lời, ngạo khí mười phần. Biết người có chỗ dựa vương chắc phía sau rồi. Pháp Hải trong lòng phỉ nhổ. Hắn mặc dù là gieo gió gặt bão, nhưng Long tộc luôn luôn bao che khuyết điểm. Pháp Hải tiếp tục chậm rãi nói, các ngươi nghĩ kỹ sách lược ứng đối đi. Dân chúng Trấn Giang hiện tại cũng đã biết ngươi không phải là phàm nhân rồi. Hứa tiên nhíu mày, dân chúng Trấn Giang cũng biết Tiểu Bạch không phải là phàm nhân rồi, điểm này rất phiền toái. Nhớ được trong nguyên tác, hứa sĩ lâm khi còn bé cùng người ta đánh nhau, cũng là bởi vì những hài từ kia nói mẹ ruột của hắn là xà tinh. Được, chuyện này đơn giản, dọn nhà là được, dọn đi cô tô là xong, chẳng qua là bên long tộc kia, hứa tiên có chút sầu dĩ. Lời đã nói hết, hữu duyên tái ngộ, Pháp Hải hướng hứa tiên gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cảm ơn ngươi, Pháp Hải hứa tiên hướng bóng lưng Pháp Hải cao giọng nói cảm ơn. Pháp Hải nhiều lần không ngừng giúp bọn họ, Bạch Tố Trinh đã nói với nàng, thời điểm khi hắn lần đầu tiên cùng ngao thương giao thủ, Pháp Hải cũng ra tay giúp hắn. Đối với Pháp Hải, hứa tiên cảm kích từ nội tâm. Pháp Hải cước bộ hơi chậm lại, hạ mí mắt xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Cảm tạ mình sao, nếu sau này mình làm ra chuyện như vậy, nàng còn có thể nói ra lời cảm tạ mình sao? Hứa tiên nhìn bóng lưng Pháp Hải đi xa, nói với Bạch Tố Trinh, Tiểu Bạch, hòa thượng này thật ra thì rất khả ái nha. Tuyệt không giống như người xuất gia. Ừ, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt gật đầu, đơn giản đáp lời, nhưng không có nói thêm cái gì nữa. Làm sao bây giờ a? À? Tiểu Thanh bắt hồn phách ngao thương trong tay, lo lắng hỏi. Tìm quan âm đại sĩ hỗ trợ đi, hứa tiên gào một tiếng, nhớ tới hồn phách ngao thương còn đang trong tay Tiểu Thanh. Bạch Tố Trinh bất trí khả phụ trả ư ừ hừ gì cả, nhưng cũng mang hứa tiên hướng miếu quan âm bay đi. Hứa tiên sắp tới lúc lâm bồn, hắn cũng không hy vọng long tộc vào lúc này tìm tới cửa. Tiểu Thanh ở phía sau thi triển chướng nhãn pháp thuật che mắt, đem thi thể ngao thương che lại, rồi mới đuổi theo. Đến quan âm miếu, Bạch Tố Trinh gọi quan âm đại sĩ ra. Quan âm đại sĩ cũng rất chấn định, tựa hồ đã sớm biết chuyện này. Hắn bình tĩnh đem hồn phách ngao thương thu vào bên trong tịnh bình, bình tĩnh nói với Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên, chuyện này, ta sẽ xử lý. Các người không cần lo lắng. Quan âm đại sĩ có thái độ như vậy khiến Bạch Tố Trinh có chút không quen, hơi ngại ngùng. Cho tới nay quan âm đại sĩ đều giúp đỡ hắn, nhưng cũng sẽ lên tiếng oán trách. Lần này lại có thái độ như vậy. Quan âm đại sĩ, ta. Bạch Tố Trinh có chút xấu hổ, không biết nói cái gì cho phải chuyện này lỗi không phải của các ngươi. quan âm đại sĩ nhìn thần thái bạch tố trinh trong lòng dễ chịu không ít. tiểu bạch xà này thật là làm cho người ta lo lắng. quan âm đại sĩ hứa tiên ở bên cạnh muốn nói lại thôi. quan âm đại sĩ nói đơn giản nhưng chuyện này cuối cùng nên xử lý như thế nào? cho dù cứu sống ngao thương theo tính tình ngao thương sợ rằng vẫn không thể giải quyết rứt điểm được thật là làm cho người ta quẫn bách mà không cần lo lắng sau khi ngao thương khởi tử hồi sinh sẽ phải chịu hình phạt của thiên đình quan âm đại sĩ mở miệng nói ngụ ý là hắn sẽ không đi tìm các ngươi gây phiền toái đâu hắn sống lại còn phải chịu phạt nữa đó hứa tiên hơi chốt yên lòng nhưng lại nghĩ tới thế lực phía sau ngao thương đây chính là cả long tộc a quan âm đại sĩ hình như biết hứa tiên ở trong lòng lo lắng cái gì vừa mở miệng nói đừng lo long tộc bọn họ tự có chừng mực hứa tiên vui mừng nhìn quan âm đại sĩ nàng không hoài nghi chút nào lời của quan âm đại sĩ bất quá vui mừng nhưng cũng rất nghi ngờ khẩu khí quan âm đại sĩ là hắn giúp đỡ giải quyết chuyện này sao nhưng là tại sao quan âm đại sĩ lại đối với tiểu bạch chiếu cố như vậy chẳng lẽ quan âm đại sĩ có nhược điểm gì ở trong tay tiểu bạch? a à, phi, đây là cái ý niệm quỷ dị gì trong đầu đây? hứa tiên dĩ nhiên biết không thể nào, nhưng nàng chính là nghĩ mãi mà không rõ quan âm đại sĩ tại sao lại ân cần với tiểu bạch như vậy. nghĩ không ra thì không nghĩ nữa, dù sao tình huống bây giờ hứa tiên cảm thấy cũng không tệ lắm. chuyện xem ra cứ như vậy được giải quyết viên mãn. cáo biệt quan âm đại sĩ. Hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh nói chuyện dọn nhà. Bạch Tố Trinh không có điều gì dị nghị, cũng đồng ý. Về nhà cùng Hứa Kiều Dung nói chuyện này, Hứa Kiều Dung mặc dù không vui, nhưng cũng biết lợi hại trong đó, chỉ có thể dưng dưng gật đầu đáp ứng. Nói chờ Hứa Tiên sinh hài tử rồi liền lập tức đi thăm nàng, lúc này mới để các nàng rời đi. Trên, quan âm đại sĩ nắm tịnh bình than thở, Kim Thiền Tử đứng ở bên cạnh hắn khẽ mỉm cười, người than thở tức giận cái gì. Để cho ngao thương khởi tử hồi sinh cũng không phải là việc khó gì. Ta than thở không phải bởi vì cái này, quan âm đại sĩ bất đắc dĩ nói, vì kia hẳn là cũng sẽ nhanh động thủ thôi. Ta biết, kim Tiền tử thu hồi nụ cười, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Người cảm thấy người có thể thắng sao, quan âm đại sĩ có chút lo lắng. Hẳn là hỏi chúng ta có thể thắng sao mới đúng chứ. Kim tiền tử khẽ híp mắt, nhìn quan âm đại sĩ. Quan âm đại sĩ sừng sốt. Người cảm thấy người nhúng tay nhiều như vậy, còn có thể chỉ lo thân mình sao? Kim Thiền Tử cười. Quan âm đại sĩ bất đắc dĩ nở nụ cười cũng phải. Bây giờ vấn đề là chúng ta có thể thắng hay không? Yên tâm, lần này có thể thắng. Kim Thiền Tử khẽ nhướng mày, có chút tự tin nói. Quan âm đại sĩ giữa lông mày vẫn còn mây đen. Nếu đối thủ là người bình thường thì tốt rồi, nhưng mà đối phương là vị kia, long tộc bên kia sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. quan âm đại sĩ thuận miệng hỏi. chính xác kim tiền tử lạnh lùng cười một tiếng, long tộc lúc nào cũng thế. vậy xử lý như thế nào? quan âm đại sĩ lại hỏi. người trước làm cho ngao thương sống lại, vứt cho thiên đình đi chịu phạt. lần này long tộc mất hết mặt mũi, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. nhưng là chuyện này không thể bày ra ở bên ngoài cho nên bọn họ tạm thời sẽ không xuất thủ với tiểu bạch xà cùng hứa tiên đâu. Kim thiền tử khóe miệng cười đầy vẻ mỉa mai, thân là long tộc, ngao thương lại bị một con rắn giết chết, quả thực làm cho long tộc hổ thẹn. Thật ra thử nghĩ thì ngao thương này mất mặt cũng không oan uổng gì, dù sao tiểu bạch xà cũng là đồ đệ của nhị lang thần, sao có thể đánh đồng với xà tinh bình thường chứ. Còn có trong bụng hứa tiên là văn khúc tinh quân, long tộc cũng không dám đối với văn khúc tinh quân hạ thủ quan âm đại sĩ rất lời có chút nhức đầu, ta thật không rõ, văn khúc tinh quân làm sao cũng tham dự vào. Người đã quên chuyện phát sinh lúc trước rồi, Kim Tiền Tử nhắc nhở quan âm đại sĩ. Chẳng lẽ, khi đó, chấm, quan âm đại sĩ khẽ suy tư sau có chút ít không xác định hỏi. Không sai, Kim Tiền Tử gật đầu, văn khúc tinh quân cùng hứa tiên bắt đầu có giảng buộc từ rất sớm từ trước kia. Khó trách, quan âm đại sĩ chợt hiểu ra, cũng gật đầu hắn thật là lớn gan, kim tiền tử hư một tiếng. Chẳng thà nói hắn trọng tình nghĩa, quan âm đại sĩ cười lên, đây chẳng phải là điều ngươi muốn chứng minh sao. Chống mắt mà xem, kim tiền tử vẫn nói câu kia. Sau khi dọn nhà đến cô tô, vẫn ở tại ngôi nhà trước kia. Bụng hứa tiên càng lúc càng lớn, sắp sửa lâm bồn rồi. Hứa tiên vứt bụng của mình, nhìn bạch tố trinh ở bên cạnh coi chừng, cười hỏi tiểu bạch, con của chúng ta chọn tên là gì đây? Bạch Tố Trinh cao mày, rất chân thành suy tư, nhưng là một hồi lâu cũng không có đáp án. Ta đây chọn nhũ danh trước, gọi cục thịt được không? Hứa tiên cười hắc hắc, xô, bản gốc là nhục đôn, nhưng đưa qua tiếng Việt luôn để thể hiện trình của tiên tỷ. Tiểu Thanh ở bên cạnh lườm một cái xem thường, ta nói này hứa tiên, người có thể đừng không có tiền đồ như vậy được không? Người chỉ có biết ăn thôi à? Sau này hài tử ngươi lớn lên biết có cái tên như thế, không hận chết người làm mẹ như ngươi mới là lạ đó. Có sao, ta cảm thấy cái tên này rất hay mà." Hứa Tiên khẩu khí nghiêm túc làm cho Tiểu Thanh khóe miệng cứng đơ. "Cục thịt là tên rất hay, cũng chỉ có Hứa Tiên mới cho là như thế." Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh không biết là không chỉ có một người đang đợi hài tử trong bụng Hứa Tiên ra đời. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn